Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện, kênh video chuyên về phụ tùng xe 3-4 bánh. Video hôm nay mình làm một cái bộ về cái nhíp loại dài 70 và 5 lá. Mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn biết một cái bộ phụ kiện nhíp thì nó sẽ cần có những phụ kiện gì đi kèm. Một đôi nhíp thì gồm những phụ kiện gì đi kèm và cách lắp đặt nó như thế nào. Thì ở đây mình có giới thiệu cho các bạn hai loại phụ kiện mình bán hiện nay, thì các bạn có quyền lựa chọn một trong hai loại phụ kiện đấy. Thì có bác thì thích loại này, có bác thích loại kia, có bác chê cái này mỏng cái kia dày, đấy cái này đẹp cái xấu, thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lên đây cho các bạn hai loại rất là đẹp để cho các bạn lựa chọn đấy. Thì các bạn lựa chọn tùy các bạn, giá thành thì mình bán là như nhau, thậm chí những cái phụ kiện mình bán từ trước bây giờ giá còn cao hơn, nhưng mà trên thị trường thì các bạn có yêu cầu loại khác thì mình có mang kèm ra đây cho các bạn xem và để cho các bạn tùy ý lựa chọn. Thì mình sẽ đi chi tiết từng loại một cho các bạn coi. Trước tiên thì cái phần nhíp thì có phần gối đầu, gối to, cái mắt to này. Mắt to này thì sẽ có một nhíp thì bao gồm hai cái cao su này. Đây hai cao su như này. Hai cao su này. Cái cao su này thì được bắt vào đây như thế này và được gắn lên trên khung xe bởi một cái chữ U này. Các bạn sẽ hàn cái chữ U này lên khung như thế này. Đấy, và nó phần gối to nó được mặc định là đặt ở đằng trước xe. Để phía trước xe các bạn nhé. Này các bạn lưu ý là cái mắt này là mắt nó to này. Đấy. Còn cái mắt đầu này là mắt nó nhỏ này. Đấy. Thì phần trên là có một cái chữ U này để hàn lên khung. Con ốc M12. Đây là con ốc chống trôi các bạn nhé. Đấy, ốc chống trôi đây này. Vặn vào là nó sẽ không bị trôi ra. Riêng cái con ốc này mua là đã 2.000 một con này đấy các bạn ạ. Đấy. Nguyên cái con Eco này nó rất là đẹp. Tiếp theo thì đến bốn cái chữ U này. Chữ U này thì để gọi là quăng nhíp. Thì bên mình thì có hai loại mặt bích. Một là mặt bích như thế này. Mặt bích này thì nó được mạ và nó có cái gờ tăng cứng này này các bạn này. Mặc dù nó mỏng nhưng nó lại có những cái gờ tăng cứng này. Đấy, các bạn nhìn nghiêng này thì nó có cái gờ để cho các bạn tăng cái độ cứng lên. Đấy. Thì một số khách hàng bảo cái này nó không cứng, thì các bạn thích cái mặt bích vuông như thế này cơ. Đấy. Đấy, thì tùy theo khách hàng lựa chọn thôi. Theo mình thì mặt bích phẳng có độ dày cao hơn. Nhưng nếu mà tính về cái độ cứng thì chưa chắc là đã khác nhau đâu. Bởi vì thằng này mặc dù nó mỏng nhưng nó lại làm cái gờ lòng chảo. Đấy, nó dập cái gờ cong như này. Cho nên là độ cứng thì các bạn sẽ cảm nhận được tùy theo từng khách hàng. Thì theo mình thì các bạn cứ lựa chọn. Đấy, giá thành là như nhau. Tùy các bạn thích loại nào thì mình sẽ đưa loại đấy. Tiếp theo nữa là đến cái đu nhíp này. Cái đu này thì cũng là đu nhập hàng mạ, rất là đẹp, ốc đều là ốc 12 thôi. Đấy, và đều có ốc chống trôi. Chống trôi này các bạn cứ ra thị trường mua thì nó dao động khoảng 1.500 đến 2.000 một con. Như thế này. Nguyên cái ốc này nó đã khác hẳn đối với ốc thông thường rồi. Giống như ốc thường thì nó có 500 đồng một con thôi. Đấy, các bạn thích khỏe mà thích công cao thì mình mua cho các bạn hai con thì các bạn công cũng được. Nhưng hai con đấy thì chưa bằng tiền được một nửa con này. Đấy, cái đấy là tùy khách hàng lựa chọn. Cái phần đằng sau thì có thêm một cái mõ nhíp này. Cái mõ này để bắt cái đu này lên đây. Cái đu này lên đây. Đấy, thì một số chỗ bán thì không có cái mõ như này đâu. Thì chỉ có bắt thẳng cái khung. Thì cái riêng bên mình là có cái này nhé. Đấy, các bạn lưu ý riêng bên mình là có cái mõ này. Các bạn sẽ bắt cao su vào đây. Đấy. Thêm cao su vào đây nữa. Và xỏ cái đu nhíp này qua đây. Cái phần này thì hàn lên khung này rất là đẹp nhé. Đấy. Thì các bạn nhiều khi so sánh giá thì có thể bảo mình giá bên mình cao, nhưng mình nói thật là nguyên cái này là nó hơn 20.000 của mình cái này rồi. Nó khoảng mười mấy 20.000 gì đấy thì nó khác nhau đấy. Thì các khách hàng thì tự đánh giá khi mua sản phẩm. Thì các bạn tự đánh giá xem chất lượng ở bên nào là tốt hơn.
Về phần đu nhíp này thì thời gian qua thì cũng có một số các bạn thì lại thích cái loại này. Đây, loại quả cật như này. Để làm đu nhíp, cái đu nhíp này thì nó chỉ xỏ ốc qua như này thôi. Đấy, nó bằng sắt. Thì cái này tùy các bạn lựa chọn thôi, bên mình bán là giá là như nhau. Đây, đây là quả cật này, quả cật đu nhíp này. Đấy, các bạn thích loại nào thì tùy. Cái loại này thì nó có cái ưu điểm là nó mạ rồi, thì cái thời gian mà bị han rỉ nó lâu. Nó cũng có bị nhưng mà để mà bị được nó thì nó được vài năm. Còn thằng này thì nó là sắt thuần tí thôi, các bạn về các bạn phải sơn lại. Đấy, con bu lông thì vẫn là bu lông 12, giống con này thôi. Thì hôm nay mình làm video này là để mục đích cho các bạn so sánh và lựa chọn. Bên mình thì bán bằng tiền nhau thôi, nên là các bạn lưu ý cái đấy. Đây, cái phần nhíp này thì bắt bình thường là bắt như này. Phần này là phần đằng sau nhá. Thì có cao su vào đây này, 4 chiếc này. Hai chiếc là 4 này. Bên đầu nhíp bên kia hai cái là 6 này, cái này là nó sẽ bắt vào gắn vào đây như thế này đây. Đấy. Thì cái này là hàn thẳng lên khung nhá các bạn nào. Bước này rất là nhàn. Các bạn mua phụ kiện bên mình thì làm rất là nhàn thôi. Đấy là các hướng dẫn của mình về phần gắn nhíp. Các bạn lưu ý là cái nhíp thì các bạn có thể quang ở dưới cầu hoặc là quang ở trên. Thì đấy là tùy từng người và tùy theo kết cấu của cái khung sườn xe. Đấy. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video bên mình mới ra.